Tiếp tục với tập 12 đồng hành cùng Vua Đầu Bếp 2014, quý vị khán giả sẽ được tìm hiểu thêm về thí sinh Trần Thị Kim Oanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô tên là Kim Oanh, Trần Thị Kim Oanh. Hôm nay tôi đến đây để mà nấu một món ăn coi như là tôi chưa từng ăn, chưa từng nấu. Là nguyên liệu chính của nó là cua với lại nước ép trái cây, nhưng mà nguyên liệu chính của cái món này là nước sốt chứ không phải là cua. Rồi cái trình bày của tôi là cái công trình nấu là cua làm sạch sẽ, ướp muối tiêu, ướp một chút muối tiêu thôi, rồi chiên lên, rồi cái mùi mà khử cái vị mà khử tanh của cua chính là ớt xanh. Ớt xanh này tôi bỏ chung với dầu tôi chiên. Tôi chiên khi nào mà cua nó vừa tới, nó vừa thơm rồi thì nước ép trái cây ép ra. Nước ép trái cây thì nó gồm có thơm, dâu tây với lại cà rốt. Rất tâm đắc với món cua sốt nước ép trái cây 3 trong 1 của mình, cô Kim Oanh tỏ ra tự tin và quyết liệt bảo vệ ý kiến trước ban giám khảo. Thế nhưng khi chia sẻ về cuộc sống của mình, thí sinh này đã bất ngờ rơi nước mắt. Con cô ấy là bao nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn thì năm nay 24 tuổi, nó làm quảng cáo. Còn thằng con trai cũng đi theo là hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà được nuôi cho nó lớn như vậy là thời gian đó là cô đi làm ô sin đó. Bây giờ cô vẫn cũng còn làm đó. Sốt của cô nó quá đặc thì thật sự là em cũng không đồng ý. Mà thật lòng mà nói thì cái sốt của cô, cái việc cô lựa chọn trái cây nó không phù hợp với cái món cua, tại vì nó không làm bớt đi được cái vị tanh của cua. Cái thứ hai là con cua cô chọn thực sự không được tươi lắm. Có ngày nào mà ban giám khảo thử lại giùm em một miếng? Em hiểu ý cô. Thế nhưng mà thực ra thì cái gì nó cũng có cái quy luật của nó và cái quy định của nó. Mong cô thông cảm. Bởi vì ở đây còn rất nhiều những người khác muốn thể hiện cái khả năng của mình. Và hy vọng rằng là đây là một cái kiến thức mới để cô có thể xem, để sau này có thể tiến xa hơn. Cô rất là kỳ vọng là đăng ký để mà thi, để là coi như mình tự hào là mình vượt khó, mình cố gắng mình vượt khó cái nghèo. Mắc sai lầm trong cách chế biến món ăn, cô Kim Oanh đã phải thất hẹn với Vua Đầu Bếp mùa 2 và ra về trong tiếc nuối. Mời quý vị khán giả đón xem tập 3 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng lúc 20 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2014 và các tập đồng hành cùng Vua Đầu Bếp phát sóng 13 giờ 55 hàng ngày trên VTV3.